về chơi chừng nào đi Cái đang nha. gọi nha. Ngày mốt về, sáng mốt về. Ra cửa mở, mở mật khẩu, không biết mật khẩu. Bà ở bên Sáng gì mốt. ở ngoài? Bỏ bịch đầy Sáng vô bà bà. Sáng chủ nhật Sáng á. bà bảy. Bỏ bánh, bỏ nát rồi vô hết rồi Về chưa? đang mốt đi làm. Ủa chứ không có nghỉ bù hả? Em lại không phải nhà nước đâu nghỉ bù. Bù có 3 ngày thôi chứ đâu 4 ngày Áo hết. bỏ vô đi, em có chảy không? Được chưa, mặc áo vô. Bỏ tiền vô Tao lại áo vô. tội Chảy nghiệp không được còn tay băng đi không lại chảy mà mà. Mấy người ở ngành sớm hỏi tao chứ thứ hai có nghĩa buồn không? Tao hỏi chứ nghĩa buồn gì. Được chưa? Bỏ mưa vô bà. Rồi nó về. Nó đâu? Kêu nó mang ba lô đồ đi ra về đi. Đi về cho đẹp trời đi. Ngày con qua tiếp bây giờ. Ngày, ngày mai có nhiều bánh xách qua đây hết hay chưa? Ok, cho tôi ăn hết nha. Tối nay con về nhà con mua. Ừ, tối nay về soạn bỏ một giỏ mai đem qua đây. Mai còn có bánh qua đây mình biết tao nha. Rồi, dạ. Con qua mày lấy coi hả? Con mua đi. Của mẹ mày không dám đâu, gì đi á. Có, nó cũng như vậy con để. Không. Nó cũng mẹ ngoại. Ủa chứ mày còn làm mặt. Dạo đó gì? Đó rồi nó không. Tại sao nó thấy chăn qua mà. Rồi xong. Ngày nào cũng qua làm hả? Mày chọn cá mưa lên. Ngay mặt mẹ đẹp không? Lên. Mặt nó đổ mà. Ghê vậy, 2 tuần qua. Mà bên này sao thấy? Chắc nó đang rối não con mình bông. Sao ạ? À?